quý vị, nay tiếp tục gara bên mình đã hoàn thiện xe cho anh em. Này test xe nha anh em. Xe đã hoàn thiện xong rồi, lên sân bóng xong là anh em mình giao xe tận nơi luôn. Đây, cái sự đi nước mình tư vấn cho anh em giao xe mình nha. Ok, xe nam nha. Xe này vip luôn.
nay chuẩn bị giao xe cho anh em tận nơi nha mọi người. Giờ mình quay để giới thiệu cho anh em sơ qua về bộ phận kho tàu của xe nha. Xong là bóc lên xe giao tận nơi cho anh em. Đứng luôn, bèn rất là cao, bèn càng đứng luôn anh em nha, bèn rất là cao. Đấy, bèn thẳng đứng luôn. Này là xe bên mình làm là móc này là rộng 1m15 nha anh em, dài 2m8, chung khung sườn là V10 ốp đôi. Cái này V10 cái này V10 ốp đuôi hết nhá. Tại bên mình không làm vuông 10 khuôn sắn nha anh em. Tại vì xe này là chuyên chở thuê, chở nặng thì yêu cầu gara bên mình làm vuông 10 ốp đuôi là khung xương xe nó cứng cáp hơn. So với vuông 10 mà dập khuôn là sau này anh em chở nhiều thì nó yếu nha anh em. Nhiều anh em bữa nay làm xe, đóng xe thì sử dụng vuông 10 thì nó lợi hơn. Còn nếu mà vuông 10 thì anh em chuyên chở nặng thì cái đó thì nó không có tuổi thọ dài được nha anh em. Nói chung là nó tùy thuộc vào xe của anh em nhu cầu thôi. Còn mỗi gara làm thì khác nhau. Còn chủ xe này là yêu cầu gara mình làm chắc chắn, vừa chở thuê, vừa xài gia đình, là vừa chất lượng cho anh em. Đấy, thùng hơi là làm 2 thùng hơi luôn, rất là gọn gàng nhá, bên mình làm rất là gọn gàng cho anh em, khung sườn rất là đẹp. Còn móc này là bên mình dập khuôn hết nha anh em, dập khuôn đây vuông dập khuôn V này là V12 nha anh em, dập khuôn nhưng mà cái này là dập khuôn V10. Đấy, cái này là làm cái này là cái mẫu gara bên mình thiết kế trước nha anh em. Này thiết kế bằng vẽ xong là đưa ra máy tính cho bên anh cắt sắt xong là thiết kế đúng yêu cầu của bên mình thì mới làm được. Này rất là kỳ công nha, cái này rất là tốn chi phí lắm mọi người. Đầu tiên mà ra được sản phẩm chuẩn theo yêu cầu nó phải tốn mấy bộ dập khuôn trước, dập lỗi á, tức là chưa đúng theo yêu cầu bên mình á, cái này là bỏ không á, tức là bên mình bỏ tiền ra. Đấy, còn khi nào mà đúng theo yêu cầu mới lấy, mới làm xe cho anh em. Sau này anh em bắt chước làm theo thì nó rất là đơn giản. Tại vì anh em thay máu, có máu của bên mình rồi. Hầu hết là đồ chế, phụ tùng đồ chế xe công nông á. Nói thật với anh em là cái mẫu mà ra thị trường là từ gara bên mình là sản xuất mẫu trước nha anh em. Xong là đưa bên đại lý cắt sắt xong là họ lấy mẫu mã bản quyền của bên mình xong là họ cắt ra thị trường, nên bữa nay là anh em ai cũng làm theo mẫu thị trường hết. Đấy, thật sự mà nói thì tự anh em tự sáng lập, tự sáng chế, sáng tạo mấy cái đồ độ chế xe công nông thì ít khi có lắm. Nói chung là anh em thấy mẫu trước mới làm theo thì mới có, nên là bữa nay ai cũng làm được xe công nông, kiểu như là làm nó giống nhau là hầu hết ai cũng làm được. Nhưng mà quan trọng về chất lượng thì sau này anh em mới biết được. Tời này là tời bên mình làm mà tời 65 62, tời này 65 nha, dài 65, rộng phù bì của tời này là 40 nha anh em. Cuộn cáp 12 có thể cuộn 100m luôn. Cáp 12 là 100m nha, còn cáp 14 là 40m là vô tư. Đấy, tời là tời lớn nha. Này dành cho anh em chở hàng nặng test ga luôn. Còn hộp lai là luôn luôn là hộp lai bên mình làm nha anh em. Đấy, hộp lai của gara bên mình là luôn luôn đưa ra hộp lai
xin sò cho anh em, nói chung là hộp lai chất lượng cho anh em. Nói chung là chất lượng có thể nhất là để cho anh em chạy xe thì sau này nó bền, chủ yếu là nó bền, ít hư hỏng là cái đó mới có chất lượng uy tín được. Còn anh em mà đóng xe sau hộp lai hàng chợ thì sau này xài không chất lượng thì nó hư hỏng rất là vất vả nhé. Còn dàn này là dàn nâng cấp nhá, côn 227, hộp số vẫn xài hộp số 9 tháng thôi. Này là bộ phận bên mình thiết kế rất là gọn gàng, từ cái máu cùng này cũng là cái máu bên mình ra trước luôn. Cái hộp lai nhiều anh em bữa nay cũng muốn đặt hộp lai ở gara bên mình nhá, nhưng mà gara bên mình bữa nay chưa kịp làm sản xuất được hộp lai cho anh em đóng xe được, nên anh em bữa ai có nhu cầu đặt hộp lai thì anh em có thể thông cảm, đặt sau thì kịp làm thì bên mình sẽ làm tiếp cho anh em hàng hộp lai chất lượng về anh em phục vụ đóng xe cho bà con mình để chạy tốt hơn. Okay. Hạ bên đi cô. Máy này là máy xi phăng, tinh ra thì nếu mà hôm nay không giao gấp xe thì mai thì không có việc thì anh em mình test đi chợ đồ rồi, test chợ cát hoặc chợ đồ luôn, test để thử máy này tải ok không, tại vì bữa nay giao gấp rồi. Ok. Máy xi phăng bữa nay ai cũng ưu chuộng đó mọi người nhé. Cái xi phăng này là đầu tiên của gara mình đặt hàng trước tháng 9 rồi, nên đợi chờ đợi 3 tháng mới có em nó về. Bữa nay là ai cũng ưu chuộng đam mê xi phăng. Bao thử quả chim đầy đủ nhá, bộ phần đèn đầy đủ nhá, vẫn mình cầu của anh em còi hơi đầy đủ. Còi điếc tai luôn á. Ok, giờ đắp xi nhan đi. Xi nhan là mình gắn là loa kêu xi nhan của xe tải nha anh em. Đấy. Còn cái máu này là máu đặc quyền ra đầu tiên, máu mới cho anh em về EFE huyện Crong Bách nhá. Mình quên buôn rồi, như buôn phê á của anh em dòng họ bên Buôn Dung. Này về EFE. Đấy, xe rất là chất lượng. Okay, đã tới nơi an toàn nhé anh em. Chuẩn bị xuống xe. Xuống xe xong là này anh em chỗ xe nhé. Cái nhà chỗ xe đây. Cái buồn, nó buồn này. À, buồn phần B hả? Này cái xạ phê hả? Xạ phê, tớ tin mẹ là buồn phần A. Để xuống này, xuống xe nha mọi người. Là rock xe đi lại. Ok, để máy xuống xe nha em. Này tối quay không được rõ nha anh em, hơi tối. Rồi đây là chủ nhà nha. Đây là buôn pan B nha anh em, buôn pan B. Thuộc xã EP huyện Phú Bách nha anh em. Nên là chợ xe này là khi mà tới nơi là mình xuống xe rất là nhanh nha anh em, tại vì xe này chuyên chở xe
phù hợp. Xe VIP về Buôn Phan B được Sai AP về Phương Bách nha anh em. Thế là em VIP mà là đây là VIP VIP số 1 luôn á. Về Buôn mình Buôn Phan B à. Ok, ok. Phải lớn là bên này nha. À, bên vô lăng. Phá xóm phá làng luôn á. Ok. Chủ nhà rất là ưng ý nha mọi người. Xe VIP về Buôn Phan B.